Phượng chào mọi người nha. Mọi người ơi, trước đây đó thì hai đứa bé nhà Phượng nó rất là hay bị bệnh vặt luôn. Từ bị cảm cho tới bị ho, rồi nghẹt mũi, sổ mũi làm hoài. Dù là Phượng đã đi mua thuốc cho uống rồi, nhưng mà bớt một chút hoặc là khỏi được vài bữa là bị tái lại liền. Kéo dài quá thì Phượng cũng cảm thấy lo lắng, cho nên là mình phải đi tham khảo ý kiến bác sĩ. Thì lúc này bác sĩ mới tư vấn là có thể là do trong nhà của mình bị bụi mịn, nó lẫn vào trong không khí đó, cho nên là làm ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp còn non yếu của các con. Thì nói tới bụi mịn là mình đang nhắc tới một cái sát thủ thầm lặng đó mọi người. Bởi vì nó cứ gọi là âm thầm đi vào trong cơ thể của từng người, rồi gây ra những vấn đề như là tắc nghẽn lỗ chân lông, viêm da, kích ứng da. Đặc biệt là những cái bệnh nguy hiểm về đường hô hấp như là viêm xoang, viêm phổi nè, viêm mũi dị ứng nè, rồi còn có nguy cơ mắc bệnh tim nữa chứ. Đó, đôi khi mình không để ý nha, mình sẽ thấy là cái không khí trong nhà của mình nó còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài nữa đó mọi người. Vậy thì lúc đó Phượng mới suy nghĩ là ủa sao mình không có tìm một cái giải pháp để mà cải thiện chất lượng không khí trong nhà của mình, để không chỉ bảo vệ sức khỏe cho các con mà còn bảo vệ sức khỏe cho mình và cho những người thân khác trong gia đình của mình nữa. Thì sẵn tiện cái máy lạnh trong nhà, đặc biệt là ở phòng khách đó, Phượng thấy xài cũng lâu năm mà cũng cũ rồi, cho nên Phượng mới rủ rê ông xã của mình là thôi đổi cái máy lạnh mới đi. Thì ông xã mới đi tìm hiểu, nghiên cứu và quyết định lựa chọn dòng máy mới nhất của năm 2023 của thương hiệu Daikin, một thương hiệu rất là uy tín trên thị trường. Đây là dòng máy được cải tiến từ dòng máy bán chạy nhất năm 2022 tại Điện Máy Xanh, đó là STKB25. Thì đây mọi người, Phượng đã có cho mình chiếc máy lạnh Invictor Daikin ATKF25 XVMV một ngựa nha. Đây là dòng máy lạnh không chỉ là làm lạnh nhanh nè, mà còn tiết kiệm điện, rồi còn có là khả năng lọc bụi mịn 2.5, rồi công nghệ ức chế vi khuẩn virus nữa. Phượng xài đâu chừng hơn tháng nay, chắc 1.5 tháng rồi đó. Thì Phượng thấy cái hiệu quả gọi là nhanh nhất mà nó có thể mang lại, đó là hai đứa con của mình nó không có bị bệnh vặt nhiều nữa, đặc biệt là mũi không có sụt sịt nhiều nữa. Thì thấy hiệu quả, Phượng chia sẻ với mọi người thôi. Và sau đây là hai lý do để cho dòng máy lạnh ATKF có khả năng là cải thiện chất lượng không khí. Bởi ngoài cái lưới lọc thô ra thì còn có là phin lọc Enzyme Blue PM 2.5 nữa. Như các bạn đã thấy nha, một mặt của phin lọc là màu trắng. Nó có chức năng lọc bụi có kích thước siêu nhỏ như là bụi mịn PM 2.5. Còn mặt lại là màu xanh, chính là lớp Enzyme Blue với khả năng loại bỏ các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây hại khác có trong không khí. Theo Phượng được biết thì Enzyme Blue có khả năng ức chế đến 25 loại dị ứng và 99,99% vi khuẩn gây bệnh, loại bỏ được 90% yếu tố gây mùi ở trong không khí. Và cái cơ chế hoạt động đó mọi người, khi mà cái luồng không khí đi vào thì sẽ kéo theo vào là gọi là vi khuẩn nè, rồi nấm mốc nè, hay là những chất ô nhiễm, thì khi đi qua cái màng lọc này đều sẽ bị bắt dính lại và cái không khí đi ra được thanh khuẩn một cách tối đa. Vậy thì khi mà có cái phin lọc này đó mọi người, thì cái luồng không khí được diệt khuẩn nè, an toàn hơn cho sức khỏe không chỉ trẻ nhỏ mà còn người lớn ở trong nhà nữa, đúng không nè. Đó thì mọi người lưu ý nha, bởi vì đây là cái nơi mà tích tụ bụi bẩn, nấm mốc, vi khuẩn, cho nên là gọi là rất là gọi là ô nhiễm đó mọi người. Thì mình phải thay mới thường xuyên, định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả cho cái tấm phin lọc này nha. Và yếu tố thứ hai đó là công nghệ streamer. Đây là công nghệ độc quyền của Daikin nha mọi người. Ở bên trong máy sẽ có một bộ phát streamer để giải phóng các electron tốc độ cao. Và khi các electron này va chạm với oxy, nitơ và hơi nước có ở trong không khí sẽ tạo ra các phần tử có đặc tính phân hủy gấp 1000 lần so với phóng điện thông thường, có thể gây ức chế được các chất tạo mùi và phân hủy các tác nhân gây ô nhiễm như là vi khuẩn nè, virus nè, các tác nhân gây dị ứng như là nấm mốc, phấn hoa. Công nghệ độc quyền này đã được nhiều tổ chức thử nghiệm kiểm chứng như là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato, Đại học Y Wakayama, Đại học Y GKE. Ngoài ra, công nghệ streamer còn được ứng dụng trong cái khả năng là chống ẩm mốc nữa đó mọi người, cho cái dàn trao đổi nhiệt luôn sạch sẽ nha. Khi mà mình kích hoạt cái chức năng này thì máy sẽ sử dụng cái nước ngưng tụ trong quá trình làm mát để lọc sạch bụi bẩn và chỉ chuyển sang cái chế độ là chạy quạt không thôi để làm khô dàn, và từ đó thì cái môi trường ẩm nó sẽ được làm khô, không có nơi để cho vi khuẩn nè, nấm mốc sinh sôi và tạo ra mùi khó chịu. Thì với máy lạnh Daikin sử dụng công nghệ đó, cho nên cho dù mình sử dụng lâu dài đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được cái luồng không khí được tạo ra rất là mát mẻ, dễ chịu, thanh lành.
Và có một tiêu chí mà Phượng cũng rất là quan tâm, đó là tiết kiệm điện đó mọi người. Bởi vì thông thường ha, Phượng sử dụng máy lạnh thường xuyên, hầu như ngày nào mình cũng dùng, kéo dài đâu từ 6 tới 8 tiếng lận. Ở dòng ATKF thì bạn có thể yên tâm về khả năng tiết kiệm điện với chỉ số CSBF cao là 5.21 và đạt được 5 sao năng lượng. Ngoài ra, khả năng tiết kiệm điện của ATKF cũng đã được kiểm chứng bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hay còn được gọi là Quartz 3. Thì mức tiêu thụ điện của máy trong 8 tiếng hoạt động liên tục chỉ có là 0,816 kWh, tương đương khoảng 2.000 đồng mà thôi. Có 2.000 đồng thôi mà mình vừa có được một cái bầu không khí mát mẻ dễ chịu nè, lại vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho hệ hô hấp nữa, thì Phượng thấy mình quá là lời luôn đó mọi người. Ở nhà Phượng đó nha, thì có ông xã và con trai thuộc thể nhiệt. Đi đâu về trời nắng nóng, mình mới mở máy lạnh thôi, làm gì đã kịp mát. Vậy là lá than trời than đất, áo thì ướt đẫm mồ hôi luôn vậy đó. Mấy lúc như vậy đó thì Phượng sẽ bật cái tính năng powerful của máy lên. Máy nén sẽ hoạt động ở công suất tối đa nè, để hạ nhiệt độ phòng bằng với nhiệt độ cài đặt trên remote một cách nhanh chóng nhất. Cho nên vừa mở máy lạnh lên một tí thôi là mình đã bắt đầu nghe mang mát dễ chịu rồi. Đặc biệt là máy một ngựa thôi nha, nhưng công suất lên đến là 9200 BTU, cho mình khả năng làm mát tốt hơn so với các mẫu một ngựa khác, thường là chỉ có 9000 BTU. Lúc trước thì Phượng gắn máy lạnh ở khu vực là cửa sổ để tránh là máy lạnh không có thổi gió trực tiếp vào cái chỗ sofa mọi người hay thường ngồi, đặc biệt là các con của Phượng đó. Máy lạnh thổi gió trực tiếp vào người rất là dễ gây khó chịu nè, nhức đầu nè và hay bị nghẹt mũi nữa đó mọi người. Thì với chiếc máy lạnh Daikin lần này, Phượng tự tin lắp ngay tại vị trí sofa luôn, bởi lý do là các dòng máy của Daikin thường được trang bị luồng gió Coanda thoải mái đặc trưng. Cánh đảo gió sẽ hướng lên trên trần nhà để khí lạnh không thổi trực tiếp vào người của mình mà sẽ từ từ tỏa xuống bên dưới, nên sẽ vẫn đảm bảo cho mình cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ở máy lạnh Daikin nó còn có một cái chế độ góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cho chất lượng của giấc ngủ. Bởi vì với những dòng máy lạnh thông thường đó mọi người, khi mà mình sử dụng lâu dài thì mình sẽ thấy là cái dạng nóng nó sẽ phát ra cái tiếng ồn. Mà cái này Phượng chứng kiến rồi nha. Nhà Phượng ở chung cư mà, cho nên những cái căn hộ nó ở gần nhau và Phượng thấy những cái dạng nóng á, nó kêu như là cái tiếng motor bơm nước kêu luôn vậy đó, nó ồn kinh khủng luôn. Mặc dù là dạng nóng mình đặt ở bên ngoài rồi mình thì ở trong nhà, nhưng ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng giấc ngủ của mình. Vậy để giải quyết vấn đề này thì Daikin đã trang bị cho dòng máy lạnh của mình đó là chế độ yên tĩnh. Cả dàn nóng và dàn lạnh đều sẽ được giảm tiếng ồn khi hoạt động. Thậm chí dàn lạnh bên trong có mức ồn chỉ khoảng là 19 decibel, là tương đương với tiếng lá rơi thôi nha, nên chất lượng giấc ngủ của cả nhà sẽ được đảm bảo. Khi mà lựa chọn tìm mua chiếc máy lạnh mới cho gia đình của mình thì thiết kế cũng là một yếu tố phụ để khiến cho Phượng lựa chọn dòng máy lạnh ATKF này đây đó mọi người. Bởi thông thường thì máy lạnh là các hãng không có chú trọng về thiết kế bên ngoài lắm mà chỉ chú trọng vào bên trong thôi. Nhưng với dòng máy lạnh của Daikin, ngoài cái những cái tính năng như là làm lạnh nhanh, thanh khuẩn tốt, rồi là lọc không khí chẳng hạn, thì thiết kế bên ngoài cũng được quan tâm rất là nhiều nha. Đầu tiên là trên thân máy sẽ có hai đường họa tiết màu xanh giúp tạo điểm nhấn cho máy hơn, khác biệt so với các mẫu máy khác có trên thị trường. Thứ hai là chất liệu vỏ máy là sự kết hợp giữa nhựa bóng và nhựa nhám. Mặt trước của máy là nhựa bóng sẽ giúp cho máy nhìn sáng hơn và bóng bẩy hơn, trong khi các mặt khác thì là nhựa nhám với ưu điểm là khó trầy. Nếu mình lỡ có va quẹt trong quá trình vệ sinh và khi sử dụng lâu, bụi có bám lên thì cũng khó thấy hơn nữa. Thứ ba là remote máy lạnh với thiết kế mới giúp cho người dùng dễ sử dụng hơn. Dàn nóng được xem như là trái tim của máy cho nên được bảo vệ rất là kỹ, nhưng lại đặt ở ngoài trời quanh năm cho nên chịu rất là nhiều những cái tác nhân dễ bị oxy hóa như là nắng nè, mưa nè, muối biển nè, không khí nữa. Để đảm bảo tuổi thọ cho máy, Daikin đã phủ lên dàn nóng hai lớp chống ăn mòn. Thường thì ở các hãng chỉ có một thôi nha, nhưng ở đây mình có tới hai lớp, bao gồm lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để có thể tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối. Vậy cho nên nếu như nhà bạn ở nơi mà có cái hàm lượng axit trong nước mưa cao hay là không khí muối biển nhiều đó, mình cũng hoàn toàn yên tâm về độ bền của dàn nóng khi mà đặt ở ngoài trời nha. Với dàn nóng của máy lạnh cũ đó thì Phượng thấy là hay bị thằn lằn chui vào rồi mắc kẹt ở bên trong đó. Nhưng với chiếc máy lạnh ATKF của Daikin thì Phượng được tư vấn là hãng đã có cái giải pháp để thay đổi về thiết kế để hạn chế tối đa cái việc là thằn lằn chui vào bên trong bao mạch.
Nãy giờ mọi người thấy là Phượng kể quá trời là những tính năng, những ưu điểm của chiếc máy lạnh Daikin này rồi. Vậy mới thấy đây là dòng máy lạnh rất là phù hợp sử dụng cho mọi gia đình luôn nha. Vì ngoài cái tính năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện ra thì còn cải thiện được chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong nhà nữa. ATKF có thể thanh lọc không khí tối đa nè, vừa lọc bụi vừa diệt khuẩn với công nghệ Streamer, kết hợp thêm màng lọc Enzyme Blue, tích hợp lọc bụi mịn PM2.5. Rồi những tính năng đem lại sự thoải mái tối đa khi sử dụng như là luồng gió Kuanda, Powerful và cuối cùng là cộng thêm khả năng tiết kiệm được chi phí tiền điện mỗi tháng nữa thì mẫu máy này cực kỳ phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Phòng khách nhà Phượng thì có diện tích dưới 15m2 nên Phượng chọn máy công suất là 1 ngựa thôi. Còn nếu như nhà bạn có không gian lớn hơn thì dòng ATKF này cũng có thêm các mẫu với công suất khác nữa, cho nên bạn có thể thoải mái lựa chọn cho gia đình của mình. Và đó là những chia sẻ của Phượng về dòng máy lạnh ATKF 25 XVMV của Daikin. Nếu như mọi người thấy phù hợp với nhu cầu của gia đình thì có thể là đến trực tiếp tại cửa hàng Điện Máy Xanh để được các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn. Hoặc là nếu như có thắc mắc thì cũng đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới. Điện Máy Xanh sẽ tư vấn và giải đáp từng thắc mắc của mọi người luôn nha. Hoặc là mọi người cũng có thể click vào cái link mô tả để mà mình biết hơn chi tiết về sản phẩm. Còn bây giờ, Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.